Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Hùng làm video để chia sẻ một vấn đề khá là nan giải của các cánh mày râu. Đó là chưa đi đến chợ đã rơi mất tiền và trên bảo dưới không nghe. Hùng đã tìm hiểu rất kỹ các loại sản phẩm ở trên thị trường và quyết định chọn Xmaver để giới thiệu cho mọi người. Bởi vì, thứ nhất, đây là sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, đạt dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ở Việt Nam. Thứ hai, sản phẩm có nguồn gốc 100% thành phần từ các thảo dược tự nhiên, gồm có cao bạch tuyết, cao bạch lê, bạch tuyết lê, huyết nhung hiêu. Thứ ba, sản phẩm được phân phối bởi công ty Việt USA, có nguồn gốc rõ ràng nên là mọi người cực kỳ an tâm nha. Xmaver có khả năng cường dương cấp tốc để khả năng sản sinh ra các testosterone để tăng cường sức khỏe và sinh lý lâu dài. Xmaver thì được các bác sĩ đánh giá khá là cao bởi vì là nó có thể giúp nam giới giảm cái tình trạng mà mãn dục sớm này, và thứ hai là giúp cho nam giới có thể hạn chế cái tình trạng yếu sinh lý và nâng cao sức khỏe lâu dài. Hùng đã sử dụng đều đặn sản phẩm này đều đặn 1 tháng, mỗi ngày 1 viên và cảm thấy cải thiện cực kỳ rõ rệt luôn, giấc ngủ ngon hơn và cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Các bạn nào muốn đặt hàng thì có thể truy cập vào website hoặc là cái fanpage chính thức của hãng. Ngay lập tức sẽ có các chuyên viên tư vấn gọi điện để giải đáp thắc mắc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.